2 1 Lạnh hẹn của Hello, xin chào tất cả bà con nhá. Đấy, thằng em này thì chuẩn bị đi bộ đội mọi người ạ. Thay đổi kiểu tóc vào để chuẩn bị vào nhập ngũ nhá mọi người nhá. Đấy, đổi vận nhá mọi người. Xuống tóc nha. Lính thủy đánh bộ cho tâm thiết nhá. Đấy, thì thay đổi quả tách tóc này thì chiều nay thì tâm thiết cho phát lộc cho mọi người. Chuẩn bị đi bộ đội nên là phải cắt tóc. Vãi lồn luôn. Đôi vẫn làm ạ. Khạc kiếm. Chào anh Toàn nha. Hả? Thấy tôi khạc kiếm. Đều chán đời bạn ạ. Phải bad boy không? Cán đạm lắm mà dám cắt đây này. Thao ơi, thiết chuẩn bị bộ đội rồi. Nên là phải cắt. Đẹp trai chứ bộ. Đùa đâu.
Tóc dài. Tóc dài ấy là tóc dài. Em cao luôn anh ạ. Không. Cao đây đi bộ đội. Ha ha ha.